lại với video của Minh Nguyễn nha. Mọi người biết không, ở đất châu Âu này á, cứ sáng sớm thức dậy mà Minh Nguyễn thấy nắng á, là tự khắc Minh Nguyễn muốn quay một cái vlog quay cho mọi người xem, quay về cuộc sống của mình, quay về ẩm thực, nấu ăn, khám phá du lịch. Có nhiều chủ đề mà Minh Nguyễn muốn quay cho mọi người cùng xem á. Thôi bây giờ thì Minh Nguyễn đi đến một cái siêu thị mà được theo Minh Nguyễn á, tin dùng nhất á. Ở đây giá cả nó phải chăng lắm, nó không có quá đắt đâu mọi người, để mà mình mua những cái rau củ, thịt thà về nấu ăn. Ở đây nó gọi là Lidl. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đó để mua một ít đồ. Ngày hôm nay Minh Nguyễn sẽ nấu là món sườn bò hầm cải chua. Và cải chua cũng do nhà mình làm, sườn bò cũng chính tay mình đi mua đó. Món ăn hôm nay mình nấu. Minh Nguyễn cũng nói trước luôn là Minh Nguyễn không có dạy nấu ăn đâu nha. Minh Nguyễn chỉ feel nấu ăn và chia sẻ với mọi người một số cái mẹo nhỏ trong nhà bếp, đó, những cái gì Minh Nguyễn biết và một số cái cách nấu ăn đơn giản thôi. Mọi người cũng có thể làm theo ở nhà, nhưng mà Minh Nguyễn sẽ không làm một cái công thức cố định nào đó đâu. Tại vì nấu ăn á, là nấu từ trái tim, nấu từ giác quan, khẩu vị của mình để mình tạo món ăn, chứ không phải nấu như kiểu máy móc. Minh Nguyễn dám khẳng định luôn, tất cả những nghề nghiệp ở trên thế giới này có thể bị thay đổi, có thể bị thay thế bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện giờ, nhưng nghề đầu bếp dám khẳng định luôn, 100 năm nữa và 1000 năm nữa không chắc có ai có thể thay thế được giới đầu bếp đâu. Và ở nước ngoài, người đầu bếp được rất là coi trọng và đánh giá là một những cái nghề sáng tạo không thua kém như những nghề như bác sĩ, kỹ sư đâu nha. Chúng ta nên phải tự hào á, khi mình là người đầu bếp đó mọi người. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trên con đường đi đến siêu thị Lidl. Trên con phố này á, thì khá là nhiều khách sạn nè, những tòa nhà văn phòng của chính phủ ở các nước. Tại vì Minh Nguyễn ở đây là thủ đô mà, cho nên các văn phòng của đại sứ quán khắp nơi trên thế giới này đều có mặt ở Budapest. Khi sống ở nước ngoài á mọi người, chúng ta phải xem những cái hàng hóa mình mua, đặc biệt là những cái nguyên liệu đến từ châu Á. Tại vì các nước châu Âu bây giờ người ta đánh thuế đồ ăn châu Á, những cái sản vật mà được nhập ở nước ngoài nó nằm ở là những cái nguyên liệu nhập khẩu, cho nên giá thành của nó sẽ rất là cao. Còn nếu như mà chúng ta có thể sử dụng, tận dụng được những cái nguyên liệu gia vị đồ ăn của bản địa thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Ví dụ như Minh Nguyễn thấy là cái ớt, đâu chỉ có ớt hiểm mình mới cây đâu, có những loại ớt cây của Hùng á, mình có thể làm vô đó, bỏ vô các loại bún, bún bò nè, làm sa tế nè, làm tương ớt nè, khá là tiện lợi và ngon luôn. Mọi người nhìn thấy ông Minh Nguyễn mê nhất cái đường phố Budapest là những cái nhà nó thấp thôi, nó không quá cao đâu, 96m là tối đa. Và họ xây dựng nó theo kiến trúc nó rất là cổ kính và kiên cố. Mùa đông ở đây cũng, nếu mà ở trong nhà thì không lạnh lắm đâu. Ở Việt Nam chúng ta mùa đông ở ngoài Bắc là phải mặc áo khoác, áo lạnh. Còn bên này đâu có mặc, trong nhà là mặc quần đùi, ba lỗ luôn. Ở kia là công viên, mấy em bé nhỏ đang chơi la hét sùm luôn. Nít bên đây á, mùa đông là được khuyến khích ra ngoài để cho tụi nó có sức khỏe, phổi tụi nó cũng tốt, đề kháng tụi nó cũng cao hơn. Và trẻ em bên đây á, không phải là đi học để học chữ, nhét vô kiến thức gì đâu, mà để là được vui chơi với bạn bè, hòa nhập với xã hội á. Đây là cái siêu thị Lidl. Mọi người nào mới qua không có đi ở thì cũng có thể ra siêu thị để mua đồ, rẻ lắm nha. Minh Nguyễn đi vào đây mua đồ, mua hàng. Minh Nguyễn muốn mua rau củ để ăn với sườn bò hầm cải chua. Đấy, có gì đây? Súp lơ à. Súp lơ ăn rất là tốt cho cơ thể nha mọi người, chống oxy hóa, lão hóa nè. Ở đây là mấy cái loại ớt Minh Nguyễn nói ở Hungary nè, rất là ngon luôn, cay, ngọt, thơm,
À, nay có cải thảo. Mọi người thấy giống châu Á mình không? Mình nghĩ sẽ lấy một cái về ăn dần. Ở đây người ta cũng bán rất là nhiều nguyên liệu đông lạnh. Rồi. Siêu thị lúc nào cũng đông đúc nha mọi người. Ở đây là cái siêu thị mà người bản địa người ta cũng rất là tin dùng, người ta mua dùng rẻ. Mua salad này ăn. Salad này là herb salad, salad trái tim, giống trái tim không? Dạ, mình nghĩ sẽ mua thêm một ít poached salad, ăn thịt bò là hợp luôn. Để dưa leo đi. Dưa đây. Ít nấm không ta? Ở Hùng cái sản vật cũng khá nổi tiếng là nấm đó mọi người. Nấm ở đây rất là độc đáo và nhiều mẫu mã, nhiều loại. Ngon lành. Mùa đông nên rau khá là mát. Khoai. Đây chúng ta có khoai này, có hành này, mình nghĩ như đây là đủ rồi. Nước ép này nó bán rất là nhiều luôn. Rồi mình nguyện đi qua đây cái ngoài hàng này coi có cái gì không. Ít chín này ngon nè. Mềm quá. Cái chai hơi chán. Mùa đông rồi. Chai dừa lưới đi. Ở đâu mà mọi người đấy, không gì đây mọi người. Ở các quốc gia châu Âu mọi người, mình Nguyễn thấy những cái gì mà nó tốt cho sức khỏe thì người ta bán rất là rẻ luôn, còn gì mà nó không tốt sức khỏe người ta bán mắc lắm. Nó cũng đúng rồi mà, tư duy như vậy là quá hợp lý, quá thông minh. Đây có nhiều cá luôn. Wow. Nguyễn thấy đăng cá lắm nha. Cá lúc nào mà cũng là lựa chọn của mình thôi. Những gì mình không biết đâu. Tôm lăn với bột chiên lên hả?
đồ ăn rau củ tất cả mọi thứ một túi. Thời tiết hôm nay khá là lạnh, ngoài đường cũng là âm độ thôi, nhưng mà đường cái là có nắng, có nắng thì trời nó sáng, nó đỡ âm u. Mình đi mình cũng muốn cho cơ thể nó nóng lên. Mình nguyện lên kế hoạch chạy bộ hoài vòng vòng khu này nhưng mà chưa có cơ hội, chưa có thời gian. Và thấy cũng hơi quýu. Đường phố ở khu nhà Minh Nguyễn ở quận 6. Ở đây họ cũng tính quận như là các quận ở Sài Gòn á, nhưng mà không phải quận số nhỏ là quận trung tâm đâu nha. Giống như cái quận 6 Minh Nguyễn ở đây nè, đây là quận trung tâm nè. Phố thị xe cộ đi lại phương tiện nó cũng khác ở các quận khác. Nguyên cả cái thành phố nó đâu có nhiều người đâu mọi người. Nó không phải như ở Sài Gòn mình là mấy chục triệu dân. Cho nên nếu mà các vùng quen á, cái vùng ở ngoài ngoại ô tí nó cũng không có nhiều người lắm đâu. Đi lại cũng khó khăn, siêu thị cũng khó khăn. Nhất là những người Việt mình qua đây là mang sinh sống luôn, mới qua thì khó biết. Còn đi du lịch thì cứ ghé thủ đô thôi, Budapest thôi. Mới thích mua cái gì mua, cái gì ăn, đơn giản. Giờ Minh Nguyễn sẽ đi bộ về nhà, quay cho mọi người xem một tí về thành phố ở đây ha. Mọi người có thấy cái nhà này khá xịn tin không? Nhà màu hường. Nguyên cái nhà màu hường thiệt luôn chứ trời. Hường cánh sen nữa. Chúng ta người phương Tây họ cũng thích là, người cũng khá là thích màu sặc sỡ, rực rỡ. Đây cái gì sẽ sai không ta? Nhìn không giống cái đường nhà vậy ta. Ta lấy bản đồ Google ra coi coi. Thôi đi lạc là xong phim. Mình Nguyễn mới qua đây ở mà mọi người cũng chưa gành hết đâu. Còn nhiều cái mình phải tìm hiểu lắm. Đúng là đã đi lạc thiệt. Đi hút một con phố. Đi sâu dưới kia thấy nó lạ lạ, thấy nó kỳ kỳ. Bật Google Maps lên liền. Bởi vì mình nói anh em vậy, cái xã hội khoa học tiến bộ, mình có rất nhiều cái công cụ hiện đại để mà hỗ trợ cuộc sống của mình. Cho nên mình hãy bớt tin người và tin vào những cái mình tự tìm hiểu, tự khám phá ra được. Đường đi nước bước tất cả nằm ở trong cái tư duy của mình. Con người tư duy khác thì tầm nhìn họ cũng khác. Và tất cả những thứ họ làm nó cũng khác biệt hơn phần còn lại. Mọi người nên nhớ nha. Bây giờ Minh Nguyễn đi về nhà. Ở đây là khu phố nè, Minh Nguyễn thấy có cái cờ giống như của Tây Ban Nha nè. Cờ Liên minh châu Âu, cờ của Hungary. Thì có lẽ đây là một trong những cái khu phố mà có những cái văn phòng của Tây Ban Nha. Mà ở đây Minh Nguyễn cũng thích Tây Ban Nha lắm mọi người. Đang tìm cơ hội đi Tây Ban Nha một chuyến, đi thăm thú các cái lâu đài, các món ăn, các khu vực biển ấm áp của Tây Ban Nha. Nhưng mà công việc hiện tại cũng đang khá là nhiều lu bu. Hiện tại Minh Nguyễn đang nhận làm setup về món ăn, rồi xây dựng đội hình bếp, chiến lược marketing, rất nhiều thứ ở châu Âu. Có nhiều người khách hàng của Minh Nguyễn là người Việt ở bên này. Đây, đi đến đây hơi đúng đúng rồi đó nghe, thấy đúng đúng lắm rồi đó, gần gần tới nhà rồi đó. Phố đẹp, mọi người chim bay cả nắng cả, wow, quá đã, quá đã, quá đã. Tí nữa Minh Nguyễn sẽ sơ chế làm món sườn bò hầm với cải chua. Bây giờ Minh Nguyễn sẽ về nhà đây. Hẹn gặp lại mọi người nha.
kem sườn bò, mình áp chảo muối tiêu cho nó da nó giòn lên, caramelize. Để mình hầm thơm hơn kết cấu bên ngoài, tuy ở trong nó mềm nhưng bên ngoài nó sẽ giữ được kết cấu rất juicy, thịt ăn sẽ hấp dẫn vô cái miệng hơn nha. Để cho anh em coi cái này nhà làm độc quyền luôn nè, bên Hungary cái gì cũng có nha anh em, người ta trồng được hết, mình chỉ mua về mình muối chua anh thôi, ít ngày thôi là có ăn rồi. Nhà làm sườn hầm cải chua này, không phải dạy clip này không phải dạy nấu ăn đâu anh em, coi chơi cho vui thôi nha, tham khảo. Đó, nhìn nó dễ thương không anh em, cải chua ở bên đây thích ăn gì thì làm đó thôi. Là nem chua rán anh em coi ha. Ok, let's go nấu tiếp thôi. Cắt la ghim bỏ vô từ từ, bỏ sườn bò chứ em, ây dồi bự quá, bên đây cũng không có cái gì đâu mà chặt nổi nữa, thôi mình hầm luôn, hầm mềm bự ra quất thôi. Kiếm mấy trái cà chua nè, ha, miếng gừng, miếng hành tím bị quả, tím có chỉ hành tây đi, tùy cơ ứng biến. Để cái cà chua đã sạch rồi, tùy cơ ứng biến lên nấu ăn mà, đâu có biết trước điều gì đâu anh em. Nấu ăn thì không nên có công thức gì đóng khuôn vào đó hết. Mình cứ thấy cái gì mình ngon mình cảm nhận từ những cái loại gia vị, cái nguyên liệu mình có thôi, tạo ra món ăn. Cái nó nấu ăn như nghệ thuật mà, nhiều khi nó nằm ở sự đột phá, sự sáng tạo. Miếng gừng vô bò thì nó hợp với gừng, tiêu, xả, ớt vô, kích thích vị giác. Đồ ăn của châu Á mình thì nó có cái âm dương, thuyết âm dương, cái nóng cái lạnh. Mình ví mình cái lưỡi bò này nó là con vật ăn cỏ đi, thì nó là hàn, nó là lạnh. Gừng, ớt, tỏi nè, cho vô, nó là âm, nó lộn là nó là dương, nó là âm nóng, âm dương hòa hợp thì đồ ăn nó mới ngon. Con người cũng vậy thôi, có chống cái máy mới bền, không lẻ loi lắm. Đâu một mình không à, đi đâu một mình. Đấy, hành tây. Mình xin nhắc lại nghe, cái clip này không phải là clip dạy nấu ăn, clip này là cái clip mà mình Nguyễn Phiêu về nấu ăn, mình vô bếp nấu chơi vài món thôi. Tiếp theo, nước cải chua. Xíu nước mắm. Hắc xì dầu tạo màu. Xíu nước tương vô hào. Một tí gia vị đặc biệt, có mùi thơm. Anh em tự khám phá nha.
nấu một ít nước. Nước nóng, nấu xong bỏ vô đó. Xong bỏ vô là ớt xếp hầm. Thế thôi, quá đơn giản. Nấu ăn đơn giản không anh em? Quá là đơn giản, phiêu đi, bỏ đại vô đi. Rồi mình nếm thử cái công đoạn cuối cùng. Mình tô điểm cho nó một tí. Mình phải phát thảo trước, cũng như vẽ tranh vậy đó. Thấy không? Nấu ăn mà. Minh Nguyễn lúc nào cũng quan niệm nó giống như là nấu chanh. Ủa lộn, vẽ chanh. Cho cái nền, vẽ cái nền lên. Vẽ bố cục chính. Đổ cả đầu phiêu với một số màu. Phiêu, phiêu, phiêu. Bắt đầu nghiền ngẫm lại. Và cho nó một ít tô điểm cho phần cuối cùng là kết thúc một bức tranh. Quá là thơm mùi cà chua. Chua lét luôn. Miếng hầm luôn nữa. Yo. Thì hầm cà chua. Clip này không giải nấu ăn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy thích thì cho mình một lượt đăng ký kênh và like nha. Bye bye mọi người. Ăn thôi. Yeah.